Tình trạng đánh đầu không nguy hiểm. Đội tuyển kịp số 30 Nguyễn Hữu Thực. Trong vòng đấu trước 2-1. Và Văn Toàn lại là bóng cho cầu thủ Công an Nhân dân. Cơ hội đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay thì chúng đánh đầu trực tiếp của cầu thủ gần đây. Đã vô cho đội tuyển có bóng. Từ đó đường truyền ra vào lòng phía bên trái. Tình huống đánh đầu, tình huống đánh đầu của số 6 Trần Thành Hưng. Cầu thủ sinh năm 2000. Và phá bóng tốt của Nguyễn Duy Chiết từ đường tạt bóng của đối phương. Cũng vừa rồi Công an Nhân dân đã có một tình huống rất nguy hiểm. Tình huống cho khe 2. Vất thai và cứu thua của Trần Tấn Lộc vẫn còn cơ hội, không được. Vừa rồi nhưng bóng vẫn sang được phía bên trái cho Bảo Long. Võ Anh Quân sụt có cơ hội, bóng không, bóng không, nhưng bóng vẫn sang được phía bên trái cho Bảo Long. Võ Anh Quân sụt có cơ hội, bóng không, bóng không. Tạt bóng một đều, một đều và phản ứng nhà của Võ Anh Quân. Chúng ta bóng một đều, một đều và phản ứng nhà của Võ Anh Quân. Rồi đấy chăng, không được, vẫn không được. Và khi thua tốt của trưởng thành Hoàng Trung Phong và bất chấp tình huống bóng bật ra. Hoàng Sơn, cứ đi, ông không vào, không vào. Tình huống dứt điểm đi tiếp của cầu thủ Cố Hiến. Và dứt điểm đầu tiên của Nhân dân ở đây. Và cứu thua rất chạy của Trần Tấn Lộc. Tuy nhiên, cầu thủ Công Nhân dân vẫn có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Người chạm bóng cuối cùng của Công Nhân dân ở đây. Và cứu thua rất chạy của Trần Tấn Lộc. Tuy nhiên, cầu thủ Công Nhân dân vẫn có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Bỏ vàng. Đánh đầu. Và Trần Dương. Và Trần Dương có mặt rất nhiều cho tình huống trên các bộ phần 2. Phòng Văn Toán 3-1. Và tiếng phạt rất hay. Phòng Văn Toán 3-1. Và tiếng phạt rất hay. Và trả ngược lại, dứt điểm không thành công. Và phối hợp tốt của Phạm Văn Sơn, Võ Anh Quân và Nguyễn Gia Bảo cho tình huống thôi. Tuy nhiên pha dứt điểm cuối cùng không. Rất đi ạ, bóng đi vào phạt. Một pha lên bóng rất cơ bản thôi, nhưng Công an Nhân dân đã tạo được